Có bạn thân tên là Ly này, biệt danh là gì? Ly làm gì cũng chính xác. Exactly. Ly bỏ tiền để mua vải. Ly chi. Ly tất cả. Ly vô bùn. Ngô Công ơi, có bạn thân tên là Ly này, biệt danh là gì? Ly mua sữa cho cả nhà. Fami Ly. Nát Phạm ơi, có bạn thân tên là Ly này, biệt danh là gì? Ly thì uống cà phê. Mà chúng giải thưởng. Đó chính là Luli Coffee Aspay. Sáng tạo video tại Luli để có cơ hội chúng giải thưởng lên tới 10 triệu đồng và một bữa tối dành cho hai người tại Luli Chapo Grill.